thì mình chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip đi săn đó nha các bạn. Thì hôm nay do thì mình được đi làm nghỉ buổi chiều các bạn ơi. Thì chiều giờ thì chắc cũng một mấy hai giờ các bạn, mình chạy lại tới điểm nó chắc cũng cỡ tầm gần 3 giờ các bạn. Thì mấy anh em mình bắn cỡ tầm tiếng ngoài 2 tiếng làm clip nhẹ nhẹ bắn quay cho các bạn xem nha các bạn. Ok, thì hôm nay thì mình muốn đi là với cái cây Adam Limited nha các bạn. Thun thì thực sự sẽ đổi xíu các bạn ơi, mình sử dụng lại thun vua hải tặc nha. Thì hôm nay đồng hành cùng với mình có bằng nha các bạn. Ok, thì giờ không nói làm vòng, các bạn nhớ đón xem cái thành quả của mấy anh em mình đi săn ngày hôm nay như thế nào nha các bạn. Ok, let's go nha. Lắm mày. Thật lặn đời cái cá này. Ê lặn này bạn ơi, lặn này. Cái đầu này sao không gắn? Lặn này. Dính đạn nặng lắm rồi. Kìa. Qua bên kia dòm. Để nó qua đây á. Qua bên kia dòm coi nó vô lùm, coi lùm ở đâu nè. Qua kia dòm cho anh đi. Mẹ dữ vậy. Đâu, mày đâu, mày đâu. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Thấy chưa? Con chết rồi bạn ơi. Lấy cái đó. Gì bỏ. Mày vụ mày. Kì. Chừng. À con đầu tiên trong ngày luôn nha các bạn. Quá bự rồi. Đem đồ lên đựng bà. Quá trời thịt con này. Nãy viên đầu mình bắn xuyên vô đây nè các bạn. Xuyên vô người nó, cái nó bị yếu đạn luôn các bạn. Ok. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Chưa gì nó bay vậy trời. Cối gót các bạn. Rồi đi bắt tiêu luôn rồi. Lên được không? Trời ơi trời anh em ơi. Con này chúa tể nữa rồi. Trời. Anh em coi nè. Trời ơi. Nó khủng bố gì vậy? Cái ná mình đưa vô nãy nè. Trời ơi ná mình bự lắm luôn á.
vô nó không suy nhớ đó anh em. Trời, trời ơi, chết. Trời trời, nó dép mình anh em. Dép mình size 43 anh em, nó dài ngang luôn nè. Trời, quá trời ơi con mày. Ok, tiếp tục nha anh em. Này hồi nãy mình xảy một con cũng bự lắm anh em. Ok. Trời ơi, trời ơi, cá bóc luôn các bạn. Chết rồi, chết. Xe bắn bị đẹp luôn các bạn ơi. Đưa xe bắn bị đẹp thì ghê chưa. Này quá già. Rồi ngay giữa luôn á. Nè. Ngay tâm luôn nè. Ok. Rồi. Tiếp tục nha các bạn. Chạy chạy chạy. Chạy. Theo lắm mà. Ok, chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang vô gần cái đám cò nha các bạn. Đám cò này đậu cây rất là khủng các bạn ơi. Để kiếm được quay cho các bạn xem nha. Các bạn. Chào các bạn. Tất cả các bạn thấy không, để mình gần mình chụp thử rồi nha các bạn. Một con các bạn. Ok. Một con các bạn. Chết rồi, bay hết luôn các bạn ơi. Ấy trời.
Ủa, con này cá nặng các bạn ha. Một con trắng nha con. Ok, quá đã các bạn ha. Để mình ngồi ở đây một hồi nữa coi là rồi nó có về nha các bạn. Về mình làm thêm con nữa nha. Trời ơi, trắng hết trơn các bạn thấy không? Các bạn ơi, thì nó nhận bằng vô lội lụm luôn nha các bạn. Mà lụm không được các bạn, gai quá trời gai rồi nó vô cái đám này các bạn. Giờ không biết nó nằm đâu luôn. Đây thì giờ anh em mình ra nha. Thì cũng hơi trễ ra cho bằng về các bạn ơi. Chứ cái chỗ này là ngồi bắn má bắn cò mệt luôn á. Thì trắng nằm đây nè. Hồi cò về gọi về đã luôn á. Ok, tiếp tục nha các bạn. Trời ơi, nó một cái bịch luôn các bạn. Tạng còn dính người luôn á. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì giờ mình vừa về tới nhà các bạn. Thì thành quả của mình đây các bạn. Đi trễ, đi cũng có 1 tiếng ngoài 2 tiếng các bạn. Vẫn thành quả cũng khá ok nha. Đó, thì giờ thì mình sẽ trả thành quả ra cho các bạn xem nha. Thì nói chung thì hôm nay rất là gió nha các bạn. Gió khủng khiếp luôn. Gió mà bắn đạn đi lệch luôn các bạn. Chạy xe là chạy không nổi luôn á. Mà hên cũng được vài em các bạn ơi. Ok, thì để trải thành quả các bạn xem nha các bạn. Rồi, ok, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay đây là thành quả đi săn của mình nha các bạn. Đó, thì đi 1-2 tiếng của mình đây nha. Đó, thì được cò trắng đẹp, con chích, con cồm với một con thà lồi rất là to nha các bạn. Đó, thà lồi đó nó dài cũng hơn mấy hai con chim kia luôn các bạn. Đó, ok, thì nay thành quả đi săn mình như đây thôi, thì mình tranh thủ đi bắn vài pha thì đó mình quay cho các bạn xem. Rồi thì mình không có ẩm thực được nha các bạn, thì bằng hiện tại bằng nó đi công việc rồi nha các bạn. Đó, ok, thì rồi ok, thì các bạn xem video thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Rồi thì sẽ cuối tuần này mình sẽ đi săn thêm một chuyến nữa, mình sẽ đăng video sớm cho các bạn xem nha. Ok, thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo nha các bạn.